Bài số 6 chúng ta thấy nhá. Cái biểu thức này a bằng, thực ra đây là cái dạng mà người ta hỏi chúng ta xem chúng ta có biết cách tính nhanh hay không thôi. 3333333 nhân với, thầy viết dấu nhân cho nó bị nhầm lẫn với cái dấu chấm 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 này, 99999. Và chỗ này có 50 chữ số 3 và chỗ này cũng có 50 chữ số 9. Chúng ta để ý này, khi mà thầy nhân với 10, nhân với 100, nhân với 1000, vân vân, nhân với 10 mũ n thì là một cái phép nhân rất là đơn giản, đúng không? Do đó nên là bây giờ thầy thấy cái 9999 này nó sát với cái 10000, như vậy thầy sẽ tách cái này ra thành là 333.333 nhân 10000.000 trừ 1. Đó. Và điều gì? Chúng ta sẽ thấy là 333.333. Chỗ này 50 chữ số 3. À, chỗ này bao nhiêu chữ số 0? Chúng ta thấy đây là 50 chữ số 9 thì chỗ này sẽ có 50 chữ số 0. Ví dụ như là 1 chữ số 9 thì nó bằng 10 trừ 1, tức là 1 chữ số 0. 2 chữ số 9 là 99 thì sẽ bằng 100 trừ 1 là 2 chữ số 0. Vậy chỗ này 50 chữ số 0. Vậy nhân với 10000000 trừ đi 333.333. Tuyệt vời chưa? Bây giờ thầy sẽ thấy thành 333.333.000.000. Thầy đặt cột dọc thì trừ đi này. Đấy, siêu chưa? Rồi, bây giờ trừ nhá. Cái này sẽ bằng 766.666.2333.333. Chỗ này chúng ta sẽ có 49 chữ số 3. Chỗ này là 49 chữ số 6. Rồi, xong rồi.